Chào cả nhà, ơi, bữa nay Sơn Mỹ đi vô huyện nộp thuế lại ngay kho bạc có hai cây bơ quá trời trái luôn nè cả nhà. Ôi, ở miền Tây mà trồng được cây bơ nè. Đó, để Sơn Mỹ quay xa xa cho cả nhà thấy cây bơ ha. Thấy trái không? Từ ở trên gốc, ở trên ngọn nè, mọi người thấy trái đồng đưa không? Đó. Đó, trái đồng đưa nè. Trời sắp mưa rồi cho nên là quay hơi video hơi tối nhưng mà thích quá cả nhà. Ở miền Tây lại có một có hai cây bơ nè. Ồ, cái này chắc bơ sáp quá đây nè. Cây bên này trái nó mới to nè. Nè, cả nhà nhìn nè. Đó, nhìn thấy quả bơ không? Đó. Xuân Mỹ đi nộp thuế đất cho nhà của ba má Xuân Mỹ nha cả nhà. Nè. Wow, trái bơ quá to luôn. Thích quá ha. Đó, nè. Ôi, trái này là cỡ nửa ký nha cả nhà. Trái bơ này là cỡ nửa ký, to lắm. Cái cây nè. Bơ sáp, chắc này bơ sáp Đắk Lắk quá. Kìa. Một trái thiệt là to ở trên cây kìa. Đó. Đó, cả nhà thấy đồng đưa không? Thích quá, thích quá. Quá trời, thích quá. Hai cây bơ cây bên đây thì nhiều hơn nè. Đó, trái đồng đưa nè. Wow. Ở kho bạc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hai cây bơ, cây này quá trời sai. Mấy anh em ở trong kho bạc trồng cả nhà. Bơ thì ở Tây Nguyên mới có. Xong ở đây cũng thấy cũng có trồng mận nè. Nè, trồng mận nè đó. Khế nè, xoài nè. Đó, trái bơ. Rồi. Trái này chắc là còn nhỏ nè. Thích không? Đó. Thích không cả nhà? Bơ sáp. Rồi. Rồi. Bây giờ đi về đây, đi quay trở lại bộ phận một cửa, nộp lại cái giấy biên lai đã nộp tiền và chờ đến ngày hẹn sẽ lấy bằng khoáng đất. Xuân Mỹ làm cái bằng khoáng nhà nha cả nhà. Nhìn gần. Đó, những trái bơ lủng lẳng. Đó, đó, từ trên ngọn dài xuống nè. Bơ ở miền Tây không phải là Tây Nguyên nha.